thập tất cả những viên đạn trên đường, lắp vào những khẩu súng bắn tiêu diệt tất cả kẻ thù cả đường, sau đó phá tan nát lâu đài của kẻ thù để chiếm được kho báu. Giữ và kéo xê dịch nó đi. Ok, chúng ta đã có một cái viên đạn xoay tròn tròn, có quả ngôi sao ở đây với có 100 năng lượng, chưa hiểu là gì lắm. Ôi sao nào, mình sẽ phải ok ăn đi viên đạn này xong cũng chưa hiểu để làm gì. Mình phải chắc là mình phải né cưa đúng không? Có hai khẩu súng, ok khẩu này trừ đi 3. À, lắp 3 viên vào đây. Oh, là đủ để phá được cái bức tường ngăn cách rồi. Ok, cái này trừ 5. Ôi không lắp đâu, tự dưng mất. Tự dưng mất đạn. Cái này đi. Đó, boom boom boom, chỉ cần 3 viên là đủ phá tường rồi. Và bây giờ mình sẽ được lựa chọn súng lại laser M99 AWM. Ui, súng ngắm 800 kim cương, bazooka, súng phóng lựu, xe tăng. Ồ, những cái súng xịn này chúng ta phải phá hủy những cái lâu đài thì mình có thể mở khóa được. Vì vậy bắt buộc chỉ có súng laser thôi. Rồi, súng laser nhưng mà vẫn lắp đạn thường nhá. Và mình sẽ phải bắn vào cái lâu đài này. 5.000 máu, có rất nhiều những con này như kiểu là mấy cái con trong Rainbow Friend đúng không? Đâu xem nào, bắn đâu nào. Vâng, súng laser đấy các bạn ạ. Bắn trên, bắn thằng này, bắn thằng này, tao này nữa, xong. Tất cả, ôi trời, nó văng lên kìa. Và vẫn chưa giết được, phá hủy được cái lâu đài. Ây chà, không sao bạn ạ. Như vậy là ok, mình sẽ phải tiếp tục chiến đấu này. Vào cửa hàng súng. Chúng ta sẽ có tới 6 lâu đài để chiến đấu. Và có vẻ như là mở được Aircraft SU-35. Như cái này là tên của một loại máy bay chiến đấu đúng không? Bên này gì đây? À, bên đây là sơn súng. À, bên đây là sơn súng này, nhưng mà không biết có tăng đam không. Ok, mà hơi tốn tiền, 300 kim cương lận. Rồi, tiến đi. Ok, vào. Đó các bạn ạ, game này mình đã tắt quảng cáo trước khi chơi, thành ra chơi rất mượt mà. Rồi, súng này 1, 2, 3. Đó, xong luôn. Nâng cấp sức mạnh, cộng 100. Đạn của mình biến thành đạn màu đen. Đạn đầu đen à? Ô, bắn cả bia ngắm. Ok, đạn đen và lại còn có cả logo của Mỹ à. À, thầy lính canh gác này. Ô, bây giờ là đạn của nước Thụy Sĩ đúng không? Ok, vẫn là khẩu súng laser thôi. Rồi, đạn đã nâng cấp lên đến đời 3. Thế thì lâu đài này tuổi gì? Lính canh gác cũng mất tiêu rồi. Mỗi một phát đạn của mình là gây sát thương là tầm hơn 700 máu. Ok, yes. Vâng các bạn ạ, súng có thể bắn vỡ được lâu đài gạch và mở và đã chiến thắng được kim cương, mở khóa được khẩu súng mới. Ồ, mở khóa bazooka nhưng mà phải xem hai cái quảng cáo. Mình lại tắt quảng cáo rồi. Mở khóa được skin 500 kim cương à? Thôi, chê nha, đợi đủ 800 mình mua khẩu súng ngắm AWM. Ê, nhưng mà mình lại cũng có thể dùng kim cương để nâng cấp sức mạnh, nâng cấp đạn, nâng cấp sát thương hay là nâng cấp tiền. Thôi được rồi, mình sẽ tích tiền đi. Tích tiền để mua súng xịn. Rồi. Ôi, bên này lấy đạn chứ, ai đi vào cái băng chuyền để làm gì. Rồi, thằng này có 3 máu thôi. Cứ chọn súng bên trái các bạn nha, đừng chọn súng bên phải. Ê, ok, né được rồi. Rồi, bên trái, nhiều đạn hơn. Né qua đây, né qua cái này luôn. Ok, đạn này. Cộng 50 sát thương. Rồi, cộng 100 sát thương. Yes sir, ôi, súng gì đây. Wow. Bắn 5 viên một lúc luôn. Qua đây. Dạ, từ nào. Lướt lên này, qua bên này. Cộng 100 sát thương. Đó, vẫn là đạn Thụy Sĩ. Và ok, những thằng Rainbow Friend này có cả màu cam này. Và máu của lâu đài lên đến 10.000. Bay mày này. Đây, mình bắn cho nó trước. Hôm nay bay lên trước. Yes. Ui, thiếu một tí sát thương thôi. 550 máu. Rồi, một lần nữa thôi là mình sẽ phá hủy được lâu đài thứ hai. Wow. Ok. Gì đây? Lại bên này đi. Ok, trừ 3 viên. Rồi, cộng 100 sát thương cho súng, cho đạn. Yeah. Đạn của Mỹ rồi này. Đến đây. Đó. Ok, qua bên này. Lách qua bên này. Lách qua bên tiếp. 260 sát thương. Qua bên này. 360. Rồi, cái này thì hơi bị thừa quá rồi. Còn có 550 máu à? Nào, thay. Một phát bay màu hai thằng luôn. 1.000 kim cương, 3.000 kim cương mới mở được cái tăng ạ. Thôi, 200 kim cương, mua khẩu AWM. Yes, mở khóa súng mới. Đấy, đó xem nào. Vẫn khởi đầu viên đạn thường rồi này. Cộng 100 sức mạnh. Ok, rồi cái này lắp vào băng đạn bên này nha. Đó, cái này đủ rồi. Boom. Cộng thêm 50 sức mạnh nữa. Ui né, ok. Cái này mình có bị rơi xuống dưới sông không nhỉ? Không biết cái đạn này của mình có bị cù lao xuống sông không? Boom. Ok, cản đường tao à. Ok, 260 cộng 100, 360.
Ôi, né hở đạn ra. Đó. Rồi, súng ngon. AWM. Xem nào, súng ngắm nào. Ôi, súng ngắm. Ôi, càng lắp nhiều đạn, súng càng to. Nào. Ô, chúng ta chuyển sang ngắm này. 15.000 à. Nào, ok, mình sẽ ngắm ra trước này. Một phát. Ok, súng ngắm này nó lạ lắm. Bình thường súng ngắm người ta bắn bùm, bắt đầu phải thay đạn đúng không? Bắn một viên thay đạn một viên. Đây súng này thì ngắm. Rồi, ok, 100%. Mở quà. Ai ạ, mở quà phải xem quảng cáo ạ. 6.000 kim cương ra được khẩu đại pháo. Thôi quả này chắc là lấy được cái máy bay này chắc cũng phải là bao nhiêu? Cũng phải là có khi là 20-50.000 kim cương mới mua nổi các bạn ạ. Thế nên là nó phải cho mình quảng cáo là như thế đấy, để mình có thể đẩy được lượng kim cương lên mới mua được súng. Rồi. Ồ, cộng 200 sức mạnh. Wow. Bắt buộc phải đi vào đây. Tôi đừng mất 3 viên. 370 rồi này. Lắp cái này đi. Tốn 3 viên đạn nữa. Ok, không sao. Đến đây. Đi băng truyền qua rồi, lấy đạn để xem là lâu đài tiếp theo, lâu đài tình ái nó sẽ là bao nhiêu đây. 570, ok. Ui, tốn nhiều đạn thế. 8 viên ạ. Ai chà chà. Rồi, bù lại được cộng 12 viên. Được. Bù lại ok. À, chúng ta vẫn chỉ dừng lại ở 570 viên mà thôi. Ấn sức mạnh của đạn này thôi. Rồi, 13 viên đạn. Lâu đài 25.000 máu. Đây, bắn vào giữa đi. Được tầm nửa bình máu. Một lần nữa thôi, một bàn nữa thôi là xong lâu đài này. Rồi. Đây là mình đã đi đến Bắc Cực à? Ui trời ơi, mấy con gấu này. Ui trời, trời. Bọn này. Con gấu nó cu te vãi ạ. Có cả chim cái cụt này. Ok. Trò này chính ra là đầu tư phết nhỉ. Đầu tư vào mấy cái kiểu ngoại cảnh ấy. Những cái trò chơi khác á, mà kiểu dạng mấy cái trò mà rẻ tiền như này ấy, là sẽ không có đầu tư đâu. Đó. Ồ, cực kỳ nhiều đạn luôn. Tốn có 3 viên thôi. Ok, con dê. Rồi, quả này không cần đạn nhặt đâu. Mình lấy số lượng bù chất lượng. Bàn rồi là 13 viên đạn. Quả này cũng thế. Sao vậy ta? Mình thấy nhiều lắm mà nhỉ. Nhưng mà thế là đủ rồi. Chắc cũng đủ rồi đấy. Yes! Chiến thắng phá tan nát lâu đài thứ 5. 1.860 kim cương. Xe tăng S60. 9.999 kim cương. Thôi quả này có khi ấy là mình chắc là mình. Mình không thể nào mà mình mong chờ là mình lấy được skin của mấy cái này rồi. Chắc là mua skin cho súng thôi. Lấy đâu ra tiền mà mua nổi nữa. Nào, từ từ, để mình sẽ cố gắng để thêm 1-2 bàn nữa đi. Nếu mà cảm thấy mà không nổi ấy, thì mình sẽ mình sẽ mua skin cho súng AWM của mình luôn. Rồi, đạn chuyển qua đen này. Rồi, bên này, cái lắp có 3 viên này. Đó, 3 viên là đủ rồi. Không cần nhiều. Ok, cộng 100. Rồi, xem nào. Lâu đài thứ 6, 30.000 máu. Nhưng mà đạn mình thì quá nhiều, 18 viên. Rồi, đây. Cắm cái thằng giữa này mà bắn này. Bắn trúng luôn này. Ây da, lâu đài này trâu nha. Chưa được nửa bình máu của lâu đài này. Mình hết kiên nhẫn rồi. Mình sẽ mua 600 kim cương để mua một skin súng. Nào, sơn súng anh em ơi. Sơn súng. Thấy chưa? Trông xịn hơn chưa? Đó. Ok. Nào, để nào, hy vọng nào. Lấy nào. Đạn này, ok. Ui, cái này lại bị trừ đi sức mạnh này. Ê. Mấy cổng di chuyển này hơi bị lừa người nha. Rồi, đã thế lại còn mất thêm mấy viên đạn nữa chứ. Cày thế nhỉ. Ui trời ơi, phá kính phá cùng. Rồi, ok, bù đạn lại này. 3 viên, bắn chết con này đi. Mày này. Rồi, xong đạn 170. AWM, skin ơi, bị xịn. Nhưng mà không biết, nhưng mà chắc này chỉ là skin thôi. Nó sơn súng thôi nhưng nó không có tăng đam nha các bạn nhá. Mày. Chỉ là sơn súng thôi chứ không có tăng đam. Máy bay, siêu máy bay. Ok. Ui dồi ôi. Có vẻ như là vẫn chưa xong à. Xem 3 cái quảng cáo miễn phí là có xe tăng. Ok. Được rồi các bạn ạ. Mình sẽ phải ra ngoài bật wifi lên để mình có thể từ từ, để từ từ mình xem nào. Lên vũ trụ rồi, mình muốn thử đi xem là trên này liệu có lâu đài nào không. Đúng, nhưng mà đúng không, nếu mà có đúng nghĩa là lâu đài tình ái ở trên vũ trụ rồi đấy. Nào, để xem nào. Xem là có lâu đài nào không đã. Rồi nếu mà có ấy, thì mình sẽ ra ngoài, mình mở wifi lên. Mình sẽ xem 3 cái quảng cáo để mở được cái xe tăng. Đó, cho các bạn biết được là cái xe tăng, cái vũ khí mạnh nhất trong trò chơi này nó như thế nào.
Rồi, đạn Nhật Bản nè. Phá này đi. Ôi, đây bị trừ 50 sức mạnh rồi. Ây da. Rồi ôi. Ai trưởng ạ, bọn này bọn nó chơi trên cả vũ trụ luôn. Rồi đây này, xe tăng này, súng F-22 này, đại pháo này, xe tăng này, máy bay này, đó. Rồi mà thôi, bây giờ mình chỉ có đủ này thôi. Ui, thế là vẫn còn có lâu đài ở trên này á. Rồi đây, phá hủy đi. Ui, sát thương giờ yếu quá. Được khoảng tầm 1/4, 1/5 máu thôi các bạn ơi. Ê, như vậy đúng rồi. Mình phải mở khóa cái xe tăng các bạn ạ. Không thể nào mà tránh khỏi được nữa rồi. Ủa? Ê, hình như là chúng ta phải đi đến tới cuối cùng các bạn ạ. Thì mới xem quảng cáo được. Chứ không có phải là xem ngay từ cái lúc mà ở trong cửa hàng súng. Ây dô. Rồi, đó các bạn thấy không? Đó không? Có mở quảng cáo lên cái nào đầu cái game nó bị giật không? Khá là khó chịu. Ui đó. Chết rồi. Đi tặng này là hỏng. Ôi, may quá. Rồi nào, cố lên. Ok. Ôi, lách qua đây. Rồi. Nào. Ok. Yes, và đây rồi, sau khi xem 3 cái quảng cáo đau hết cả đầu, chúng ta đã có được vũ khí mạnh nhất trong trò chơi, Aircraft SU-35. Nào, ui dồi ôi, lắp đạn vào cái to kìa. Đó, nào. Đi. Quảng cáo trong vòng 2 giây nữa, 1 giây nữa. Rồi, đây rồi. Để xem cái máy bay này, vũ khí mạnh nhất trong trò chơi, nó sẽ có tác dụng như nào đây. Bắn thẳng vào giữa lâu đài chúng nó luôn. Bắn. Nó bắn tên lửa các bạn ạ. Nhưng mỗi tội là có vẻ sát thương không khác gì. Nó chỉ khác nhau ở cái hình thôi, chứ sát thương nó y chang ạ. Cái quan trọng là cái đạn. Đạn của các bạn có mạnh không? Chứ còn skin súng rồi thay đổi vũ khí. Đã thêm vào quảng cáo rồi. Thế thôi, thế là đủ lắm rồi nhá. Mở khóa được cái cuối là ok rồi. Ây, trời ơi.